cái mé và ngay cái đền thánh cho đến rừng thiên nhiên đây đó, đó bà con, đó khán giả đó, bà con tề tụ vậy đó. Đó rồi bây giờ tới cái đội rồng nhang. Nhang ở trên mình có làm xanh, còn nhang thì màu đỏ. Đó. Mình không biết là cái nhang nó nhang thiệt hay nhang đẹp lát, không biết. Đây là con hạt, có người nẹt nữa, một người cầm cái bình xịt, một người ấy tới chích vô đó, cái bình xịt rầy á, không phải cái bình này khác. Đó những em bé vỗ tay đó dễ thương đó. Ờ đó, đó là bắt đầu đề thiên đại thánh. Có con hạt bị gãy cánh hay sao rồi à, con hạt nó bị tề thiên quánh trúng hay sao rồi, xúc áo rồi. Đồ kèn hết thở nổi luôn rồi, bỏ kèn vô rồi thổi hết nổi rồi, đồ kèn thổi hết nổi rồi, bỏ ống vô rồi dẹp. Mà lần thứ hai thổi hết nổi rồi bà con ơi, à đủ tiền không biết rồi. Thank you.
mấy anh càng này nghỉ thổi rồi sao à? Thổi càng hết thổi rồi, tắt càng hết rồi. Ôi, ở đây mình tìm đường ra. Ôi, bà con tất cả ở đây. Rồi, cứ đứng ở chỗ đường dứt ra không sao đâu. Rồi, bây giờ mình quay vòng vòng. Rồi, mình thẳng về luôn. Con mình coi sự hoành tráng như thế nào nha. Đó, ngày lễ năm nay rất là hoành tráng, có người ta đông đúc. Đó, bà con đang đứng trước thắng đại tây, thắng đại tây. Có thể mình đi đến Thanh Thủ, mình chạy đến đó là Rồng Nhan. Hiện tại đang nghỉ mệt ở đây, Rồng Nhan đang đi mệt, nghỉ ở tại Đông Khánh Đài. Rồi bắt đầu đi tiếp. Đầu sắp xếp để đợi chờ cái ở đoàn ở sau. Đây là trước đó là nhóm của Đường Nhân, Tăng Nhân. Ở trước đó là cầu tiên. Nhưng là ở trước Đông Khánh Đài. Đó là cầu tiên. Đây là mấy em ở bên Đường Nhân, Thành Nhân, Thành Nhân. Xong rồi, hai vòng xong, ba vòng rồi, rồi.
Đây mình xin đến ngay có tháp Đức Phật Pháp. Bài bắn là mình gặp ông này là ông gì, ông gì vậy, ông thỏ hay là ông gì hả, không biết cái gì luôn, sao cái hàm răng bự quá vậy hả, thỏ hả ông thỏ, ông thỏ sao có cái răng bự quá, ông thỏ bự lắm vậy, thỏ ăn cái gì vậy hả, cà rốt đâu, tao thấy ăn kẹo không vậy, trời ơi ăn cà rốt mà sao ăn kẹo không, rồi giờ đổi thành ăn kẹo mẹ rồi. À, quan cảnh bây giờ là chúng ta thấy đó, đã tan buổi lễ rồi đó, vẫn còn đông, về chưa kịp, kẻ ẩm con người ẩm cháu. Rồi chương trình chúng ta đến đây là xin tám dứt. Đó, đó là hướng chùa cách khoảng mình khoảng 300 mét. Nãy mình đang đứng đó, giờ mình đang đứng đây khoảng 300 mét. Đó khán đà đông, khán đà tây. Xin chào tất cả các anh chị có xem, ủng hộ mình đăng ký cho đồng viên mình, cho cái kênh mình được mau phát triển. Mình cũng lớn tuổi rồi, phải đi chơi quay những cái cảnh như thế này, có gì góp ý để mình xây dựng. Xin chào tất cả quý vị.